Dạ, cửa hàng nuôi cầu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ tại thôn 8 xã Đắc Bút So, huyện Đức Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em lên cho các bác một lô toàn hàng hệ siêu phẩm đấy các bác nhé. Đó, một lô bao gồm cả máy cưa và máy cắt cỏ. Em mới dọn xong. Đó. Hiện tại thì ở bên em đây có những dòng hàng hệ như Estin, Echo, Komatsu, Makita các bác nhé. Đó, máy cưa hàng hệ. Và máy cắt cỏ thì em có Honda 4 thì này, có Echo, Kyorit, có Maruyama các bác nhé. Đó, những dòng máy cắt cỏ dòng đều là dòng Nhật bãi cả. Đó, hôm nay thì em lên cho các bác một lô A các bác nhé. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em. Đó, là view là các anh chốt cây A1 chẳng hạn đi. Đó, thì các bác nhấc lên là bảo chốt cho anh một cây con A1 chẳng hạn. Đó, thì em có đề mã ở đây luôn rồi các bác nhá. Đó, thì các bác chốt như nhấc máy liên hệ cho em. Rồi em sẽ chốt con đó cho bác là biết ngay là con gì rồi. Đó, và em sẽ đã ghi giá tuột ở đây rồi các bác nhá. Ghi giá công khai luôn, từng con một. Đó, tất cả máy móc ở đây em đã ghi giá công khai rồi. Và các bác đặt hàng của bên em thì sẽ được tặng kèm cho các bác những phụ kiện sau đây. Là như nếu mà các bác đặt máy cưa thì sẽ được tặng kèm cho các bác một cây rũa này, một chiếc tô vít chỉnh này. Đó, một típ mở buji. Còn các bác nào máy cắt cỏ thì sẽ được tặng kèm cho các bác một típ mở buji này, một chiếc tô vít chỉnh này, một ổ phát cước này, một ổ phát cước các bác nhé, một con dao và một dây đeo các bác nhé. Đó, và những mẫu máy sau đây của bên em là đã hoàn toàn miễn phí ship. Giá đã bao gồm phí ship và được tặng kèm phụ kiện rồi. Đó các bác nhé. Vâng, thì để đỡ làm mất thời gian của các bác thì bây giờ em sẽ quay trước review nhanh qua những cây sau đây để cho các bác nào xem để đỡ mất thì giờ của các bác nhé. Đó, đầu tiên là một con cây A1 này, một con Komatsu G3/5. Đó, các bác nào mà xài dùng nhiều đồ Nhật rồi thì các bác không còn xa lạ gì hãng này nữa đúng không ạ? Đó, Komatsu thì nó quá là uy tín rồi. Máy móc thì siêu bền và xài cực kỳ ngon các bác nhá. Lợi xăng, tiết kiệm xăng. Một con Komatsu này G3/5. Đó. Con này thì công suất là 35cc các bác nhá. Theo máy của nó là lam 4 tấc. Đó. Và con này hiện tại em bán giá là 2.900.000, giá đã bao gồm phí ship các bác nhá. Đó. Rồi, con A2 tiếp là một con A2, là một con cưa Makita Nhật nội địa các bác nhá. Makita Nhật nội địa công suất cũng 35cc. Làm theo máy nó là lam 4 tấc. Máy móc rin nguyên bản các bác nhé. Con này thì em bán giá là 2 triệu đồng. Máy móc đẹp luôn. Bên em thì một lô này thì đẹp 10 con, đẹp cả như 10 thôi các bác. Và một con A3 là một con Estin 017 các bác nhé. 017 này. Dòng Estin, dòng này là dòng bãi Đức các bác nhé. Đó. Con này thì giá 2.800.000. Đó, làm xích rin nguyên bản của máy luôn. Rồi, con A4 là một con Estin 023C này. Cho các bác khai thác nhá. Con này thì nó là to khỏe rồi. Công suất của nó là 40, em nhớ không nhầm là 41cc sao ấy. Đó, 41cc, con này giá 3.600.000. 023C dòng đời cao hơn 023 nhá. Có đúng bơm xăng phụ và có xả áp ở đây luôn. Ốp lam thì được vặn bằng tay như thế này, rất là tiện lợi này. Đó, máy móc thì đẹp, đẹp luôn các bác nhá. Giá 3.600.000, giá double phí ship. Đó, một con tiếp theo là một con A5, là một con Echo V3/5. Đó, hãng Echo này cũng rất là nổi tiếng luôn các bác nhá. Xài cực kỳ thích luôn, sướng. Đó, con Echo máy móc đẹp, hình thức quá là chuẩn chỉ này. Giá 2.700.000 các bác nhá. Máy móc rin nguyên bản các bác nhá. Đẹp, hàng quá đẹp luôn. Trông nhìn còn đẹp leng keng luôn. Và một con A6 là một con cũng Echo V3/501 nhá. Đời cao hơn dòng V3/5. Đó, giá 2.800.000, máy móc thì cũng đẹp nhá, Echo Kyorit này. Đó. Làm xích của nó đây, em chưa tiện ráp vào. Đó, con này thì xài lam Latin luôn các bác nhá. Theo máy lam Latin luôn. Đấy. Giá 2.800.000. Vâng, qua con A7 các bác nhá. A7 là một con cắt cỏ Maruyama.
Đó, giá 1.700.000 các bác nhá. Máy móc ri nguyên bản này, bộ tay ga của nó thì siêu bền. Cát thì cực kỳ sướng luôn. Con này bóp thì cực kỳ sướng. Đó, tay ga đầu bò rin luôn các bác nhá. Đó, máy móc của nó đây. Giá chỉ 1.700.000, máy móc đẹp, hình thức đẹp. Đó, bóng cáng leng keng luôn, chế của nó đây nha các bác nhá. Xài chế chuẩn Nhật luôn này. Chế chuẩn Nhật luôn các bác nhá. Dây ga chuẩn rin luôn này. Máy này em bao rin 100% luôn đấy. Tất cả những dòng máy ở đây em đều bao rin hết các bác nhá. Coi con A8 là một con Echo Kyurit. Đó. Một con Echo Kyurit này các bác. Con này thì xài chế của nó, con chế này thì cực kỳ bền rồi. Mà lợi xăng. Giá 1.600.000 các bác nhá. Giá 1.600.000. Máy móc rin nguyên bản, từ dây ga đến tay ga đều rin. Đó, có cái phần tay ga này thì nó là tay ga đẩy. Các bác nào xài không quen ấy thì có thể bảo em thì em sẽ lên tay ga bóp cho các bác. Đó, tay ga bóp sẽ đạp. Các bác nào không thích dòng tay ga đẩy như thế này thì em lên cho các bác tay ga sẽ đạp. Còn các bác nào xài quen rồi thì để dòng tay ga này thì xài cực kỳ bền các bác nhé. Đó, và qua con A8 là một A9 nhé. Là một con, có lẽ hãng này thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ? Honda GX25 4 thì. Đó, con này thì sản xuất chính hãng tại Thái Lan các bác nhé. Honda 4 thì dòng bãi luôn. Con này thì em bán giá 2.500.000 này. Máy móc riêng nguyên bản nhé. Các bác nào thích những, các bác ở ngoài miền Bắc thì hay thích những dòng máy Honda 4 thì này. Xài xăng riêng, nhớt riêng. Đó. Máy móc rin nguyên bản nhá, tay ga rin luôn này. Đó, toàn bộ rin luôn nhá. Các bác nào ở ngoài Bắc thì hay thích những hệ như thế này thì lựa chọn cho mình một em như thế này các bác nhá. Phù hợp, rất phù hợp với gia đình mình. Con này nổ cực kỳ sướng luôn. Giật nhẹ cái là nổ. Mà êm. Êm ru luôn. Con này thì xài không cần phải pha nhớt. Đó. Toàn bộ máy nhìn tổng thể qua một cây máy các bác nhá. Toàn những dòng máy đẹp, đẹp kinh khủng luôn. Máy đẹp thì chuồn chỉ luôn rồi. Đó. Các bác nào ưng ý hoặc là vừa mắt con nào thì nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua em. Hoặc là có thể kết bạn và nhắn tin Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Thì em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm các bác nhá. Đó, tư vấn cho các bác để cho các bác đỡ phải lan tan. Đó. Toàn thể máy của bên em toàn những hàng hệ siêu đẹp thôi. Rồi thì bây giờ thì đến phần em review chi tiết từng một cây một các bác nhá. Đó, từng một cây một và em sẽ test nổ cây máy để cho các bác cô nhìn qua xem là ưng ý cây nào vừa mắt với cây nào nhất của gia đình mình các bác nhá. Rồi thì cây đầu tiên là một con A1 các bác nhá. Komatsu G3005 này. Em sẽ review chi tiết luôn. Đó, một cây hàng quá là chuẩn chỉ các bác nhá. Máy móc hình thức thì còn đẹp, sáng kén luôn. Con này thì con núm mưa xăng phụ ở đây luôn này. Đó. Và đặc biệt con này được tích hợp là chụp giật trợ lực luôn các bác nhá. Chụp giật trợ lực, giật cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Máy móc thì rin nguyên bản này. Hình thức quá là đẹp. Bô biếc của nó thì còn sáng bóng nguyên các bác nhá. Đó. Giá 2.900.000. Con này thì các bác nào xài quá là ok la luôn này. Máy móc thì còn leng keng luôn. Em phải nói theo em đánh giá thì con này nó rơi vào tầm khoảng tầm còn 80% nữa. Đó. Quá là đẹp, đẹp kinh khủng luôn đấy. Thôi và thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này luôn này cho các bác nghe qua nhé. Đó. Các bác nào ưng ý thì nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Giá 2.900.000. Dạ, thì bây giờ em sẽ qua con A2 cho các bác nhá. A2 là một con Makita. Con này thì hôm bữa em cũng mới lên một video rồi này. Con em mới lên một video gồm hai con giống như thế này thì có một khách chốt một con này nhá. Bây giờ còn một con nốt thì em đăng lên là bán tiếp. Đó, các bác nào ưng ý thì có thể chốt luôn em này các bác nhá. Con này nổ thì cũng cực kỳ là sướng rồi này. Con này dòng bãi Nhật.
máy móc từ tầm phân khúc mà các bác nào ở ngoài Bắc mà hay kiểu dọn vườn nhà với cắt củi nấu rượu thì có thể lựa chọn một em này các bác nhá. Con này thì cắt thì cũng thoải mái, kéo 5 năm 5 năm 6 là ok này, giá 2 triệu đồng đó, cũng có núm bươm sang phụ các thứ luôn. Còn Makita thì hãng Makita thì không còn xa lạ gì nữa đúng không ạ, quá là phù hợp với ở trên thị trường Việt Nam thì rất là nhiều linh kiện về dòng Makita rồi đó. Rồi. Máy móc thì đẹp các bác nhá. Rồi, tiếp đến là một con A3 các bác nhá. Con A3 là một con Estin 017. Hãng này thì là ông vua bà chúa về dòng nông ngư cơ rồi. Đó, các bác ở trong miền Nam thì xài dùng dòng này quá là nhiều các bác nhá. Hầu như là chỉ xài dòng này. Còn các bác ở ngoài miền Bắc thì hay dòng xài những dòng Humana. Đó, nhưng mà dòng miền Nam thì em thấy theo em đánh giá thì người ta xài dòng Estin quá là nhiều. Nên là giá cả những dòng Estin thì sẽ không bị mất giá mấy. Cực kỳ là đắt khách và được giá luôn các bác nhá. Đó, một con này thì máy móc thì em bao ri nguyên bản, máy móc thì còn đẹp này. Sáng kén luôn. Lửa liếc cái bao ri nhá, nòng bạc này. Bô viết đảm bảo cho nó là bao ri nguyên bản nha các bác nhá. 100% luôn, máy móc hình thức đẹp. Rồi. Rồi thì bây giờ em sẽ test nổ cây máy này các bác nghe qua nhá. Đó, máy móc thì vẫn hình thức vẫn còn chuẩn chỉ này các bác. Đó. Một con Estin 017. Rồi, tiếp đến là một con Estin 023 này. Các bác nó hay hỏi em những dòng cưa hàng hệ khai thác các bác nhá. Thì đây, hôm nay em lên cho các bác một con Estin 023C các bác nhá. Máy móc con này thì quá là đẹp luôn các bác này. Máy móc thì trông nhìn còn rất là mới. Từ vỏ viết này chưa hề bị phai màu luôn các bác nhá. Đó. Hình thức đẹp, máy móc đẹp. Con này giá 3.600.000. Đấy, máy móc đều rin các bác nhé, em bao rin nguyên bản 100%. Hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra thoải mái, chuẩn máy in bãi Đức các bác nhé. Gamani này. Đó, Gamani. Hàng Estin Đức. Rin. Rồi, tiếp đến là một con A5 các bác nhá. Một con A5 V3005 này. Echo Kiorip V3005 các bác nhá. Con này thì hãng này thì các bác nào xài nhiều thì cũng biết, hãng là hãng tuyển luôn các bác. Con này thì được tích hợp hẳn luôn là lam Latin luôn các bác nhá. Đó, theo máy được lam Latin luôn. Máy móc đẹp, hình thức đẹp. Con này giá 2.700.000, giá đã bao gồm phí ship luôn các bác nhá. Rồi em sẽ test nổ cây máy cho các bác nghe qua này. Đó, giá chỉ 2.700.000. Con A6 các bác nhá. Con này thì lam xích của nó đây. Em vừa nay em mới dọn xong luôn nên là chưa kịp ráp làm xích vô nên là tiện thể là quay trực tiếp luôn cho các bác. Đó, các bác nào ưng ý hoặc là chốt em này thì có thể thì em sẽ ráp vào và thử luôn cho các bác xem trực tiếp. Đó, còn máy móc em đảm bảo dọn nổ ngon lành, về các bác chỉ xài và sử dụng thôi. Con này thì giá 2.800.000 các bác nhé. Echo Kiorip. Rồi, tiếp đến là một con A7 các bác nhá. Bây giờ em vừa nãy em review hết dòng máy cưa rồi thì em sẽ qua con A7 là ba con máy cắt cỏ. Đấy, một con Maruyama. Máy móc đẹp, hình thức đẹp các bác nhá. Đó. Máy móc chuẩn chỉ luôn này. Giá 1.700.000, giá bao gồm phí ship.
và được tặng kèm phụ kiện. Đấy. Bây giờ thì em sẽ test nổ cây máy này các bác nghe qua nhé. Rồi tiếp đến là một con A8 các bác nhá. Một con A8 giá 1.600.000, Echo Kyorit. Máy móc đẹp, hình thức đẹp này. Đó, hành chuẩn chỉ luôn các bác nhá. Rồi và cuối cùng ở trong lô máy ngày hôm nay là một con Honda GX25 các bác nhá. Đó, lô cuối cùng, con cuối cùng luôn. Một con máy 4 thì giật cực kỳ sướng, con này rễ nổ cực kỳ luôn. Em ru luôn các bác nhá. Đó. Rồi, các bác nào ưng ý hoặc là chốt em nào thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua làm số điện thoại 0354392929. Rồi, em chào các bác nhá.